Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Hôm nay thì giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Phú Yên 7 phôi, 10 phôi các bạn. Đầu tiên là một cái phôi có chân rẫy rất là nhiều các bạn. Cây thì nó có một cái hõm lũa chỗ này, hõm lũa đây. Cái rễ này nó cũng có hõm lũa, nó đã xuyên qua hai bên, nó xuyên qua. Phần cổ đế của nó là 33, chiều cao từ cổ đế lên là 27. Cây lùng lực, về anh em có thể cắt gom gọn lại, mình lấy một cái rễ mình làm cái cây mini được, những cái chân rễ ngoằn ngoèo phía ngoài mình làm cái cây mini, còn ở trong mình gom lại. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 250 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha. Mai rừng Phú Yên khoảng 33, chiều cao 27, 250 nghìn. Thôi cũng khá đẹp. Tiếp theo là phôi số 2. Cây này có thế cũng khá là hay các bạn. Chân rễ cũng khá là hay. Hoành trên cổ đế là 22, chiều cao là tổng chiều cao nó là 52. Này nó tầm khoảng chân trước chân sau nó thì tầm khoảng là 40 nha các bạn ha. Chiều rộng nó tầm khoảng 40. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 200 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Chơi dành nghệ cũng vui nha các bạn ha. Hoành 22, chiều cao là 52, 200 nghìn. Cây cũng khá là duyên. Giá là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi á. Tiếp theo mình đến với phôi số 3. Số 3 là một cái phôi có hoành là 34 ha. Chiều cao của nó từ cổ đế lên là 45. Cây này về anh em có thể cắt gom cái rễ bên hông này nè cho nó gọn lại, nhìn nó gom cây hơn. Nói chung thì mấy cây phôi này về anh em chịu khó cắt lại, cắt cho nó vô thế lắm ha. Chứ còn bên mình thì cũng không có cắt gọi là đúng thế anh em. Nghe ba hoành 34, chiều cao là 45, 300 nghìn, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em ha. Rừng Phú Yên này mới về, đánh hỏi luôn các bạn. Đến luôn một cái phôi lùng lực ha. Cây này trồng trồng rất là gom chậu nha. Cây này anh em trồng chậu khoảng 30-35 là được. Cây da xương xương. Nói chung thì là mai ở vùng núi đá thì làm nó dễ bị chạy. Hoành là 30, chiều cao là 43. Thì khá là duyên. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 250 nghìn, giá đã bao gồm phí vận chuyển 250. E4 hoành 30, chiều cao 43, 250 nghìn. Liên hệ nha. Số điện thoại liên hệ có trên màn hình là 0867 098 446. Các bạn ngân hàng được phục vụ cô chú anh chị em đi chơi thôi gần xa ha. Tiếp theo thì mình đến với một cái phôi nó khá là trầm trọng. Phôi hoành 40 nha các bạn.
chiều cao của nó là 52, chiều cao từ cổ đế lên là 52, cây hai thân, rễ thì nó phân bố cũng khá là đều, một số chỗ thì nó cày xương xương xương, về anh em ủ cho nó kéo mô rồi cho mình trồng. Cây mạnh thế nha, anh em trồng cát thôi, đừng trồng gì thêm chứ cát dưới đáy chậu thì anh em lót thêm những đá mớ đá nha, hoặc là gạch ống rồi đó mình dựng lên, gạch ống mình chặt đôi mình dựng lên, hoành 40, chiều cao 52, 350 cm, cho mã E5 nha các bạn. Mai rừng Phú Yên. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Số điện thoại của em là trên màn hình là số Zalo luôn, thử ra anh em thích cái nào thì cứ kết bạn Zalo chụp ảnh màn hình gửi qua ha. Làm đơn hàng dễ, em cũng báo là khờ, báo đơn hàng, tình trạng đơn hàng cũng nhanh hơn. Cái thôi nó có cái chân rễ bỏ rất là khéo các bạn. Nhỏ hơn mà nhỏ thôi. Nhưng mà bỏ cái chân rễ rất là khéo luôn. Mạnh 27 nè, chiều cao 40, bỏ cái chân rễ giống như là một cái con ngựa nó phi về phía trước thôi. Chân giống như thú hai chân, hoành 27, chiều cao 40, 250.000 chỗ mã này nha các bạn nha. Cây nhỏ nhưng mà mình thấy khá là duy nha bạn. Tiếp theo thì đến với một cái phôi cũng khá là mắc lượng, khá là đẹp. Cây này thì nó không có lũ, gì ép đá gì nha các bạn nha, mạnh trên thân trên của nó là 31, chiều cao từ cổ đế lên là 60, cây bài lắc khá là đẹp. Cây này anh em đánh một cái chi hồi về phía sau rất là hay nha, đánh một cái tán hồi về phía sau luôn, tán mình trà, mạnh 31, chiều cao 60. Thôi này giao lưu anh em mình với giá là 300, giá bao gồm phí vận chuyển là 300 ha. Tiếp theo thì mình đến một cái thôi nó không được đẹp lắm các bạn, hoành là 30, chiều cao là 46, cái chỗ này nó lát da. Cây này anh em về phá thế nhìn cũng được lắm chứ không đến nội tại đó ha, hoành 30, chiều cao 46, 200 nè, giá bao gồm khi vận chuyển các bạn 200 nè. Mai thường Phú Yên nha các bạn nha, cây mới vừa nhổ, mới vừa làm xong cái bịch nó quay đó các bạn, đi gần liền đi. Phong cảnh là nói chung là cũng rất là đẹp, vùng sơn cước ha, sơn cước của vùng Phú Yên, đồi núi chập trùng ha, suối chảy rất rách. Tiếp theo thì mình đến một cái phôi nó cũng khá là bề thế nha các bạn ha, rễ thì lùa về một bên, cây thì có hoành là 33, chỗ này giống như là cái phần da này nó bung lên nè các bạn, giống như là nó đang chuẩn bị nó ôm sẹo, nó ôm nu các bạn nha, mình chưa biết nó phần gì nữa. Này hoành 33, chiều cao 40, rễ cọc thì nhỏ thôi lớn. Còn này lưu này mình với giá 300 nghìn, bao gồm phí vận chuyển nha.
Mai rừng Phú Yên, hoành 33, chiều cao 40, 400 nghìn, dạ 300 nghìn, giá đã bao gồm chưa anh chị? Anh em ưu thị dân lại nha các bạn nha. F9, E9 các bạn, E9, hát chót rồi các bạn. Cuối cùng là một cái phôi chân rẫy rất là đều luôn nha. Chân rẫy đều, hoành khẩu đế là 40 nha. Chiều cao của nó là 45. Đề rẫy và rẫy tứ diện các bạn. Nói chung là rất là lâu mới có được một cây như thế này các bạn. Hoành 40, chiều cao là 44. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 500 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Lâu lắm rồi mới có được cây đẹp như vậy các bạn, tròn trịa đại dạng như vậy, chứ thông thường nó không có được như vậy các bạn. Mai rừng vui hoành 40, chiều cao là 45, rễ là xè tứ diện ha, đều hết luôn, thẳng tắp. 500 nghìn giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em mình nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.